Quý vị và chương trình sinh hoạt của chúng ta hôm nay thì từ 12 giờ cho đến đồng đạo, để đi quý đồng đạo biết mà ủng hộ chương là chương trình sinh hoạt giáo lý. Và đầu giờ thì Ngọc Diệp xin đọc lại 8 điều răn cấm, tức là giới luật của người tín đồ Phật giáo hòa hảo mà phải ai cũng phải biết qua để giữ gìn. Ngọc Diệp xin cung kính diễn ngâm, kính mời chư quý vị tham gia cùng lắng nghe lời cho Ngọc của Đức Thầy qua lời bài, qua bài lời khuyên bổn đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áo phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chân dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và su phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc với quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm dương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường, đói rách, tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hoàng, xét người cho tột, xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thư, ta thư được người, người thư ta. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Ngọc Diệp xin tạm dừng nơi đây, xin thành kính tri ân toàn thể chư quý vị đã lắng lòng theo dõi. Dạ, giờ thì con xin kính mời chú Ngô đỡ mic để tiếp tục vào chương trình sinh hoạt nha chú. Con thấy được bàn tay của chú. A Di Đà Phật. Cảm ơn Ngọc Diệp đã vừa đọc xong bài lời khuyên bổn đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Xin mời cái bàn tay thân thương của Thường Như, quá bàn tay quá đẹp, đã tự nguyện lên đóng góp cho chương trình trình giáo lý một tiếng đồng hồ của buổi sinh hoạt hôm nay. Có lời chào đón và xin một lần nữa xin cảm ơn bàn tay từ bi của đồng đạo Thường Như. Xin mời Thường Như lên nhận mic. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Trân trọng kính chào toàn thể chư đồng đạo nam nữ thân mến. Kính thưa quý vị, nhân buổi tương duyên đầy đạo tình nồng thấm trong tâm đạo pháp của chúng ta hôm nay, chúng tôi xin được trao đổi với quý vị một đề tài mà tôi nghĩ là nó rất là thiết thực trong đời sống tu tập của chúng ta. Và nó càng thiết thực hơn nữa bởi vì nó gắn liền theo từng bước trong cuộc sống mà chúng ta đang hiện diện, chúng ta đang đối mặt và chúng ta đang khắc khoải từng giờ từng phút của cuộc sống này. Đó là đề tài khái niệm về sự nhiễm độc và cách giải độc. Khái niệm về sự nhiễm độc và phương cách giải độc, đấy là vấn đề mà chúng ta hôm nay cần bàn bạc để chúng ta thấy rằng chúng ta đang bị nhiễm độc. Mà hướng nhiễm độc ở đâu? Rồi làm sao mà giải độc? Đức Phật và Đức Thầy có dạy ra cách giải độc không? Tất nhiên là có. Có bằng cách nào? Đó là tất cả những vấn đề mà chúng ta cần trao đổi hôm nay. Kính thưa chư đồng đạo, không phải là không có duyên cớ. Chắc chắn là Đức Phật đã thấy rất là rõ, rất là rõ những ý niệm sai lầm trong tâm thức của chúng ta về tham, về sân, về si. Cho nên Ngài mới gọi đó là tam độc chướng. Tam độc chướng. Tam độc là ba cái món độc làm trở ngại con đường tu tập của chúng ta. Mà chất độc thì nó tác động, cái chất độc ấy trên tâm thức của chúng ta, nó độc nhiễm cả tâm hồn của chúng ta. Và từ nó độc nhiễm tâm hồn chúng ta thì nó lan tỏa ra, nó khống chế cả thân tâm của chúng ta. Và tất nhiên tác động của nó sẽ cực kỳ nguy hiểm, và nó đưa chúng ta đến một tình trạng hoàn toàn bị độc hóa. Chúng ta đang ở trong cái thế độc thì nó kèm theo chữ hại độc, nó kèm theo chữ băng hoại độc, rồi nó kèm đến chữ chết. Đấy là một vấn đề mà chúng ta rất là phải quan tâm. Bởi vì chất độc vào cơ thể quý vị đã biết rất rõ rồi, chết, không sống nổi. Mà Đức Thầy, Đức Phật cho biết rằng tham sân si là tam độc chướng đấy. Vậy thì nếu trong lòng của chúng ta mà những cái thứ này nó chạy rần rật, nó cứ ở mãi nhậm nhằn ở trong đầu của chúng ta, và tất cả mọi giấc ngủ thức, lúc mà ăn, ngủ, nghỉ, nói năng, làm việc, ứng xử với cuộc đời, mà cứ là ba chất độc này nó hiện diện và nó lưu nhuận trong huyết quản, trong tâm hồn của mình, thì vấn đề này sẽ ra sao? Đó là vấn đề độc nhiễm tâm hồn. Thưa quý vị, nó là tam độc thì cần phải loại trừ nó ra. Bởi tại sao? Bởi vì không loại trừ nó ra thì chúng ta sẽ không bao giờ thanh tịnh được. Con người nguân hạ, tức là chúng ta hiện tại đang sống trong thời kỳ hạ nguân mạt pháp. Mà khi lâm phàm, Đức Thầy đã vì tâm từ bi, Ngài báo cho chúng ta biết rằng đây là thời kỳ tận tuyệt. Câu mà Đức Thầy viết đầu tiên trong thánh giảng, Ngài đặt bút viết đầu tiên để cảnh tỉnh nhân sanh: hạ nguân nay đã hết đời. Đó là câu giảng đầu tiên. Hết đời là không phải sụp chết hết trơn đâu. Hết đời là hết cái cuộc đời an lạc, thanh tịnh, trên dưới một lòng đoàn kết thương yêu. Hết cái đời mà nhân nghĩa ở với nhau đầy đủ. Hết cái đời thiện lương, hết cái đời tốt đẹp đã hết rồi, không còn nữa, không còn dính dáng gì nữa trơn. Mà nó còn lại cái gì? Nhưng ngặt nỗi gặp đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử rã rời. Và chính vì cái nhân hỗn độn ấy, nó tạo thành một cái quả hỗn độn. Cho nên khắp ba tánh, khắp nơi bốn phương đều dậy nên giặc giả, rồi dậy lên tai ương, rồi thiên tai nhân quả trùm đầy. Tất cả cái đó, đó là hậu quả tất nhiên của cái sự sống, của cái mầm mống gieo ra bởi tất cả ngôn ngữ, tư tưởng, hành động của một cuộc đời hỗn độn. Hãy nhân ở đâu gặp duyên tương trợ đủ điều thì cái quả nó sẽ tương hành tương thích. Thưa chư đồng đạo thân mến,
đích thể chúng ta đang sống ở trong một hoàn cảnh như vậy. Mà Ngài đã cho biết rằng người thì tâm trí tối đen, đời lắm ma dương quấy rối. Chúng ta bị tối đen bởi tâm trí, bởi vô minh dày đặc. Mà vô minh đó là chính là tham sân si, nó là đại biểu rồi mạn nghi ác kiến, nó là hình thành. Mà tham sân si thì nhà Phật gọi là tham độc. Rõ ràng là chúng ta đang bị nhiễm độc từ lâu lắm rồi. Từ lâu lắm rồi chứ không phải mới đây. Khi mà chúng ta cất tiếng khóc chào đời là vướng nghiệp trần hoàng bởi quả nhân gây ra số kiếp chịu không trần, thì sau lưng chúng ta đã có bản án rồi. Trong đầu chúng ta đã có chất độc rồi, bởi vì nghiệp chướng quán thiên, cho nên chúng ta mới hiện diện ở thế gian này trong một cái thời kỳ cùng cơ tận pháp, cuộc thời kỳ mà sắp hủy diệt như thế này. Rõ ràng là chúng ta đang ở trong một cái thế rất là nguy biến của y báo và chánh báo, không một chút thuận lợi nào cả. Bây giờ nhìn lại quanh ta, nhìn lại cuộc sống hiện thực, bởi vì đạo Phật dựa trên duy lý và thực tế, chúng ta thực tế vấn đề, thực tế cuộc đời chúng ta sẽ thấy như thế nào. Để rằng khi có một cái nhận thức chuẩn mực cái thực tế cuộc sống rồi, thực tế chính tâm ta, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang bị nhiễm độc trầm trọng từ nhiều hướng. Bây giờ quý vị mở tivi lên, quý vị đọc sách báo, và những người có tri thức hơn quý vị lên mạng, quý vị sẽ thấy tất cả những thông tin người ta đã thông tin rất là rõ ràng, tất cả những cái điều mà nhân loại đang đứng ở trong cái tình trạng hủy diệt. Từ một biên bản của một hội nghị ở tại Quebec, Canada năm 1962, cái bản đúc kết biên bản ghi rằng nhân loại đang đứng trên một quả bom nổ chậm, sau khi người ta đã bàn bạc tất cả dữ kiện mà con người vì khôn quá thế nên tồn lại ngu. Chính cái khôn ngoan con người đã làm băng hoại con người. Và người ta kết luận một cái câu trong đại hội gọi là sự tồn vong của nhân loại. Cái phiên đại hội ở Quebec năm 1962, mà tôi có dịp đọc được cái biên bản đó do Ngài Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viết ở trong cái cuốn mà Đạo Phật Ngày Mai. Thì cái biên bản nó ghi một cái câu là nhân loại đang đứng trên một quả bom nổ chậm. Nhân loại đang đứng trên một quả, nghĩa là người ta, các nhà xã hội học, những nhà nhân chủng học, tất cả các nhà bác học, họ mới tổng kết tất cả dữ kiện hiện tại của thế gian, của cuộc sống từ 1942, nghĩa là thập kỷ 60, thì người ta đã thấy rằng con người ta đang đứng trên một sự hủy diệt. Ở đâu? Ai làm? Rõ ràng chính con người làm nên. Con người khôn quá, phát triển khoa học nhiều quá, cho nên ống khói lò cao, tất cả các cái máy móc nó thải ra chất carbonic từ ống khói. Nó làm bay lên không trung, nó làm cho dẫn đục cái bầu khí quyển, và nó làm phá vỡ từng mảng tầng ozone, là bức khí chắn che khi cực tím mặt trời. Đồng thời mới đây người ta lại phát giác ra khí methane và một cái số khí tháng rất là độc địa mà do từ cái chất thải của loại sinh vật. Rồi tất cả những cái trại chăn nuôi, tất cả những lò giết mổ, rồi tất cả những cái chất thải trong cái ống cống, nó bốc lên không gian bằng những khí tháng khí rất là nguy hiểm. Sự phá hoại nó còn hơn cả carbonic, tức là nó làm phá vỡ từng mảng tầng ozone không còn tồn tại. Khi mà tầng khí ozone không tồn tại thì cái tia cực tím của mặt trời, tức là tia X rồi đó, nó sẽ không có cái một sự cản trở bớt của cái tầng ozone, nó sẽ tác động trực tiếp tới hành tinh chúng ta, thì con người và vạn vật, cỏ cây trên hành tinh này nó bị ảnh hưởng rất là lớn, nó bị ảnh hưởng rất là trầm trệ bởi tia cực tím, và nó làm nên bệnh hoạn tai ương chốn chốn. Cái điều này là cái thấy tất nhiên mà các nhà khoa học bây giờ người ta thấy rất rõ, quý vị ạ. Đây là vấn đề rất là thực tế đấy, bởi vì đạo Phật phải dựa trên những thực tế và duy lý ấy. Nếu quý vị nào có một tri thức, quý vị theo dõi, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta đang đứng ở trong một hoàn cảnh cực kỳ là khó khăn, và chúng ta đang bước từng bước tới hố chết tiêu diệt, mà chúng ta không có cách nào dừng lại. Mà Đức Thầy đã nói trước, cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cu lục bập. Rồi ngọn ở nước biển lô nhô lặng hợp, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều thì nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Ta là kẻ thu hành thiển kiến, xét thế trần luận biện đôi điều, chớ đâu nào bài diệt trớ trêu, muốn giác tỉnh người mê trở lại. Mong sanh chúng học điều thông thái, phải rèn tâm lành bác ái trao tria, hành đạo thiền cấp cấp sớm khuya, lòng thương chúng khuyên răng đủ thế. Đức Thầy thương quá, Đức Thầy thấy sự quý diệt trước mặt chúng ta, Đức Thầy kêu gọi chúng ta phải quay trở lại tính giác, phải hành đạo, phải tu tâm dưỡng tánh,
để mà chúng ta có thể đối đầu, chúng ta phải đối mặt với tất cả cái tai ương nhân quả kia, chúng ta mới có thể tồn tại được. Nếu không là sẽ bị quỷ diệt. Bởi vì hung dữ ác nhân về địa ngục, còn hiền lành nhắm mắt thấy non tiên, xử những kẻ hung ăn tồi tệ, còn thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Ra kệ này hãy chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tịnh. Chính vì muốn cho chúng ta được an toàn và chúng ta có thể sống còn cái linh hồn để dự hội Long Hoa, cho nên Ngài đã dạy trăn trở, dạy đủ điều, dạy không còn sót cái gì, để chúng ta nhằm trở về cái tính giác của chúng ta mà chúng ta tự bảo tồn, tu giới tịnh để bảo tồn thân thể, rồi giữ đừng mòn linh tánh mới hay. Đây là tất cả những lời lẽ, những tâm sự mà Ngài trút hết trong thi văn giáo lý mà chúng ta đọc tới chỗ nào, chúng ta cũng thấy xúc động tâm hồn. Bởi vì Ngài đã đờn những bản đờn, mà đờn những câu tỉ mỉ trung hồn cho người lành giả ái bắt ngôn cúi đầu trước quy y Phật Pháp. Kính thưa chư đồng đạo thân mến, bây giờ vấn đề trở lại vấn đề mà chúng ta hôm nay là vấn đề nhiễm độc. Quý vị thấy bây giờ chúng ta ăn cái gì nào? Ăn toàn đồ độc đấy. Đức Thầy đã là một vị Phật thời đại, cho nên Ngài đi trước thời đại quý vị à. Ngài viết ở trong cái tôn chỉ hành đạo cách ăn ở của một người bổn đạo. Mà cái thở Ngài viết đó thì ít có một người nào có một khái niệm nhỏ về vấn đề ngộ độc thực phẩm, gọi là thức ăn mà bị nhiễm độc, không ai biết cái vụ này, và không một khái niệm nhỏ nào. Nhưng mà đến bây giờ thì sao nào? Đến bây giờ thì chúng ta đã hiểu quá rõ và trở thành một cái vấn đề của đại chúng rồi. Nghĩa là chúng ta đang ăn những thức ăn hoàn toàn nhiễm độc. Nhiễm độc ở nhiều hướng. Nhiễm độc từ cái mà nhà nông sản xuất phun thuốc độc vào, tắm vào đó. Nhiễm độc vào khi cái công tác bảo quản, giữ cho tươi tắn đưa ra thị trường. Rồi nhiễm độc ở cái là người ta chế biến những thực phẩm làm sao cho đáp ứng theo nhu cầu, vừa trống trắng, vừa dai, vừa giòn gì đó. Tất cả những cái đó người ta phải sử dụng hóa chất cực kỳ độc. Mà quý vị bây giờ thấy người ta la toán lên, người ta đang đưa lên truyền hình những cái chương trình mà mình nghe khiếp đảm hồn kinh, là chúng ta đang ăn tất cả những thứ ác độc. Không cách nào khác hơn. Cái hạt gạo mà chúng ta hàng ngày nói là cái món ăn mà ngon nhất trên thế gian này, bổ nhất thế gian này, ăn từ khi sinh ra mẹ, thế đẻ sinh ra cho đến khi chúng ta nhắm mắt gã từ khỏi đời không biết ngán, đó là hạt cơm. Mà bây giờ hạt cơm cũng không còn là cái hạt gạo thiên nhiên nữa rồi. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, mà người ta bây giờ nghịch thiên để mà người ta tạo cho có, do nên không bao giờ còn được. Quý vị thấy nghịch thiên chỗ nào? Người ta đã cải biến những gen, người ta làm cho nó sái mùa, rồi nó phải tăng năng suất theo ý của người ta can thiệp khoa học và đầu óc vào để người ta nhân lên tất cả mọi thứ làm theo ý của người ta. Chưa phải là cái mùi xoài mà người ta biểu nó phải trổ ra trái xoài thì nó phải nghe lời. Quý vị thấy là phải nghịch thiên không? Mà nghịch thiên thì tất nhiên trái xoài đó ăn được, trái xoài đó dĩ nhiên là không phải thiên nhiên rồi. Không phải thiên nhiên rồi, thưa quý vị. Vậy thì bây giờ cái hạt gạo chúng ta thấy sao? Quý vị hình dung đi. Một mùa lúa như vậy đó, bà con nông dân mình gần gần ở đây thôi, không có nói xa, phun ra ngoài đồng bao nhiêu phi, tôi nói bao nhiêu phi á nghĩa là bao nhiêu tấn thuốc sát trùng để mà xử lý, để dưỡng, để bảo vệ mùa màng, để kháng trừ sâu bệnh. Bao nhiêu phi, bao nhiêu tấn, rồi khắp các nơi đều là như vậy, cho đến khi mà nó trổ ra cái bông, rồi phải bảo vệ nó để không lép hạt, rồi để bảo vệ nó cho tăng năng suất, người ta phải chích chặt những cái thuốc cực độc để cho nó tăng trưởng, vân vân. Đến khi mà chúng ta gặt đem về nhà, trong quá trình chế biến thì chúng ta lại một lần nữa là chúng ta can thiệp khoa học vào đó, thì chúng ta có được một hạt gạo chỉ còn là trắng tinh, mà đến trong nồi đó chúng ta đã mất hết chất tất cả dinh dưỡng ở bên ngoài. Họ tra xác làm thế nào đó mà không còn một chút xíu nào chất cám, và chúng ta ăn là cái bã của hạt gạo. Và cuối cùng thì cái bã hạt gạo đó chứa bao nhiêu nhân tố độc ở trong đấy mà chúng ta bao giờ thấy được. Chúng ta ăn những thứ đó đó, chưa hết đâu. Chúng ăn rau nè, người ta bảo vệ không bị sâu, thành ra buộc lòng người ta phải xịt bảo vệ thuốc sát cực kỳ độc để giữ sâu. Rồi người ta giữ cho nó tươi, người ta buộc lòng phải nhúng trong một hóa chất. Quý vị ơi, tất cả điều này là chưa thật lắm. Mà bây giờ quý vị ráng theo dõi một số chương trình bảo vệ an toàn thức ăn, an toàn về thức ăn thực phẩm đó, quý vị thấy chương trình nhà nước mình đang đặt tâm rất là quan tâm, nhưng mà cũng không làm sao mà cho xuể nổi. Chúng ta đang ăn những thức ăn hoàn toàn độc, không tránh nào tránh khỏi được hết. Rồi chúng ta uống nè, uống nước độc. Bởi vì
chất độc nó sẽ hòa tan ở trong nước. Mà bây giờ người ta múc nước ở dòng sông Cửu Long là dòng sông hiền hòa nhất ở Nam Bộ, hoặc là những dòng sông lớn ở trên thế giới, người ta múc lên thì chất nước ấy bị tất cả những nước thải từ những cái nhà máy, tất cả những cái hóa chất từ cái xưởng xí nghiệp, rồi tất cả chất độc trên đồng ruộng đưa xuống, rồi tất cả chất thải vân vân, nước quá trực là ô nhiễm. Cái nhất ô nhiễm không đến không, nó vượt hơn cái mặt cho phép rất là xa, rồi người ta phải xử lý nước lại. Rồi bây giờ chúng ta phải uống bằng nước lọc, rồi phải nấu cho chín, rồi vân vân. Nhưng mà cái chất độc cũng thải không hết đâu, chúng ta vẫn phải uống nước độc, rồi chúng hít thở không khí sao không khí độc nữa đó, ăn độc, uống độc, thở độc, chúng ta đang bị nhiễm độc từng ngày từng giờ như vậy đấy. Đó là chúng ta thấy một vấn đề thực tế của cuộc sống, một thực tế mà chúng ta không thể nào chối cãi được, một thực tế mà không có ai có thể biện luận nói rằng tôi không có bị độc đâu. Tất cả chúng ta đều thấy rất là rõ cái điều này. Chúng ta phải có một cái tầm nhìn rất là chân thực, rất là thực tế, bởi vì đạo Phật là thực tế, duy lý và thực tế. Vậy thì bây giờ vấn đề thực tế là chúng ta đang sống như vậy ở trong một cái thời buổi này, ai mà tránh khỏi đây, làm sao mà tránh khỏi đây? Cho nên nó bệnh, nó hoạn đủ thứ chuyện. Đức thầy ra đời, Đức thầy thương chúng sanh lắm, biết rằng cái diễn đồ của nhân loại là như vậy đấy. Ngài biết trước cho nên ngài mới cảnh báo, ngài nói trước, ngài nói rằng từ đây hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Quý vị nghĩ coi, tại sao mà thầy cho biết rằng từ đây hay ốm hay đau mà ngài không có chịu chỉ thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây gì, hay là chỉ cách trị liệu bằng thuốc mà ngài biểu làm sao? Ráng tu đem được Phật vào trong tâm, quý vị ạ. Tu đem được Phật vào trong tâm là sao? Là chúng ta đem được cái sự thanh tịnh an lạc, bởi vì Phật, Phật giả là giác giả, giác giả là tỉnh giả. Phật là sự giác ngộ không mê lầm. Hãy đem cái sự giác tỉnh, yên tịnh, an lạc không mê lầm vào trong tâm, thì chúng ta mới bảo toàn được thân thể này, mới không có bệnh hoạn được, mới thoát ra cái sự bệnh hoạn. Để ma bệnh theo hờ bén gót, còn thần chết kia ôm hót bên mình. Cái việc này là cái việc chúng ta hiện tại diện mà dòm những xung quanh ngày hôm nay coi. Mà đau cái gì? Đức thầy cho biết đau nhiều chứng dị kỳ khó kể, sắp từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nổi thông dung, người bạo ác không toàn tính mạng. Vậy thì đau, ốm đau là nó sẽ xảy ra nhiều lắm, và đau những chứng lạ lùng. Thì tất cả những cái đó quý vị, bây giờ quý vị mở tivi, phương tiện đại chúng, thông tin bây giờ nó là tràn khắp, quý vị hiểu rất là rõ, chúng tôi khỏi phải nói thêm rồi. Rồi quý vị muốn biết cho nó một cách cụ thể hơn nữa đó, quý vị thỉnh thoảng đi thành phố, quý vị ghé bệnh viện lớn như là Chợ Rẫy chẳng hạn, quý vị vào 11 tầng lầu của Chợ Rẫy, quý vị từng lầu một, từng khoa một, quý vị sẽ thấy một cách khiếp đảm hồn kinh những cơn bệnh mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Có những cơn bệnh mà bây giờ y học giàu rồi phát triển rất là xa, nhưng cũng phải đầu hàng không biết bệnh gì, rồi cũng không biết làm sao mà trị. Đó là dị kỳ khó kể. Đó là dị kỳ khó kể chứ đồng đạo. Mà Đức Thầy nói trước cách đây hơn 70 năm rồi, chứ không phải mới đây đâu. Điều đó là cái điều rất rõ ràng và cụ thể, không phải là nói hoa. Đức Thầy vì thương sanh chúng cho nên việc xảy đến đây truyền sự thật. Ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ngài là Phật, Ngài hiểu hết, Ngài mới cảnh tỉnh mình, biết rằng chúng sanh đang ở trong một thế bị lẫm động, sẽ bị ốm đau và cái chết kề bên lưng, để ma bệnh theo hờ bén gót, còn thần chết kia ôm hót bên mình. Vậy thì cho nên Ngài mới dạy chúng ta một liệu pháp, cho chúng ta một cái tâm pháp để mà chúng ta đối trị. Đó là cái gì? Là ráng tu đem được Phật vào trong tâm chứ đồng đạo. Đó là liệu pháp đấy. Nhưng mà trong tất cả chúng ta hôm nay, ai đã đem được Phật vào trong tâm rồi? Hay là trong tâm chúng ta là ma quỷ ở trong không hả? Mà thưa quý vị, nếu chúng ta còn tham, còn sân, còn si, còn mạn, còn nghi, còn ác kiến, những cái thứ đó còn tồn tại trong lòng chúng ta, thì là chúng ta đang bị nhiễm độc. Bởi vì đó là độc, độc chứng. Mà tâm với thân là một thôi. Bởi vì tất cả mọi cái gì ở trên tâm là nó chuyển biến xuống thân, nó không có chạy đông đường nào khỏi. Giữa thân tâm là một. Khi mà cái thân này đau ốm thì cái tâm này nó u ám liền. Vậy thì cái tâm của chúng ta nó chỉ huy trực tiếp, nó sản sanh ra tất cả sự sống. Bởi vì chúng ta đến đây có mặt là từ một thần thức, một thức thần, đó là cái nhân của cái vọng tâm, rồi nó hình thành là cái thân. Vậy thì cái thân và tâm nó là một, một cái chứ không phải hai đâu. Vậy thì tâm nhiễm độc thì thân nhiễm độc, thân nhiễm độc là tâm nhiễm độc.
Chúng tôi trong một cái bài mà tu với tỉnh bảo toàn thân thể thuyết trình cách đây cũng hơi lâu lâu ở trên room này, chúng tôi có nói về vấn đề này một lần, mà chúng tôi có kể quý vị nghe một câu chuyện tưởng chừng như là giống như tiểu thuyết, nhưng là câu chuyện có thật xảy ra ở bên Mỹ, mà tờ báo đài phát thanh BBC của Anh Quốc họ đã đưa lên đài phát thanh trong vòng cả tháng trời cái bộ chuyện này, và được đăng tải ở trên một cái cuốn sách mà chúng tôi đọc được, đó là cuốn sách Minh Triết Trong Đời Sống Tuệ Giác của bà Lewis Dannier. Và sau khi tôi đọc cuốn sách đây rồi, chúng tôi làm dấu cái số trang đó và chúng tôi kể cho đồng đạo nghe. Thì nếu có nhiều người ta nói ông nói dốc quá trời, cái chuyện sao lạ quá, thì chúng tôi nói có sách mới có chứng, chúng tôi trình bày đó quý vị muốn biết, quý vị coi cuốn sách đó. Mà điều đó là điều rất thật. Câu chuyện như thế này: có hai vợ chồng người Mỹ nọ còn trẻ lắm, có được một đứa con mới 6 tháng tuổi, mà không biết bữa đó hai người mít lòng mít bề gì với nhau đó, trên mết tâm tưởng sao đó mà cãi lộn với nhau dẫu lắm, rồi đưa đến đức xung đột, họ hai người họ giận dỗi kinh hồn, họ chửi nhau đổng với nhau. Và trong cuộc chửi lộn đó thì cái gã đàn ông chửi không có lợi cái mụ đàn bà, mụ đàn bà chửi giỏi lắm, cho nên cái gã đàn ông chửi không có lợi, tức mình quá đá văng cánh cửa rồi bỏ đi trong một cơn giận cực kỳ. Thì người phụ nữ này mới lòng lộng lên, là bởi vì đối tượng để chửi để không có rồi, cho nên cái cơn giận nó phát lên cực kỳ, và mặt của cô ấy đỏ gất lên, và những cái sớ thịt trên mặt là nó giật lên từng sớ thịt một, rung tay rung chân hết trơn. Thì đúng lúc cái là cực điểm của sự giận dỗi đó, thì lúc đó đứa con 6 tháng tuổi lại nó giật mình thức giấc, thì nó là bú. Thì người đàn bà đó phải giặt vú cho con bú. Thì chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau, khoảng 15 phút sau thôi, thì đứa bé nó có cái hiện tượng là nhiễm độc, nó co rúm cả mình mẩy, trợn trắng lên, mình mẩy nó tím rịm hết trơn. Thì bà quảng hồn đem vô bệnh viện cấp cứu. Quý vị biết là ở đó người ta rất là gần bệnh viện, đem bệnh viện cấp cứu thì người ta đem tất cả mọi phương tiện y học để người ta cứu sống được đứa bé, nhưng mà cuối cùng là cứu không kịp, bởi vì chất độc kịch độc đã đi vào tới tim đứa bé, và đứa bé phải giả từ thế gian, chết một cách rất oan khúc. Người ta làm một cuộc thí nghiệm và người ta tìm hiểu rất là rõ là đứa bé bị nhiễm độc mà chết, những dấu hiệu rất là rõ ràng của khoa học này. Đọc ở đâu? Đọc do từ sữa mẹ mà ra. Thì cái nguồn sữa của người mẹ đó làm cho đứa bé bú nguồn sữa độc đó mà chết. Mà người mẹ làm sao mà có độc ở trong sữa? Lý do là cơn giận cực độ, nó tiết ra cái chất độc, nó chảy vào huyết quản, rồi huyết quản ấy nó biến thành sữa, sữa nó nhỏ uống vô, bú vô chết. Quý vị thấy kinh hồn kinh khiếp chưa? Đây là một vấn đề khoa học mà ngày nay người ta đã nghiên cứu rồi, thì người ta thấy rất là rõ điều đó. Người ta thấy rằng khi mà người ta nóng nảy, giận dỗi, tham đắm những cái gì nó thái quá của sức xúc, thì tự nhiên cơ thể nó tiết ra một cái chất độc, độc tố nó sản sinh trong từng huyết quản của người. Độc tố thì dĩ nhiên nó độc nhiễm thân thể, và nó ảnh hưởng tới thân thể rất là lớn. Cho nên những trầm trệ, những ưu uất lâu đời nó kết cấu lần lần thành ung thư, hay là những bệnh này bệnh nọ, tất cả những chứng bệnh đều do từ một sự xáo trộn tâm tâm lý. Cái điều này chúng ta mới đọc là sách thuốc Hải Thượng Lãng Ông Y Tôn Tâm Lĩnh, chúng ta mới thấy câu nói này của ngài Hải Thượng mình mới ngạc nhiên. Ngài nói rằng tâm bình khí hòa thiên tường biện tập, nghĩa là cái người ta bình lặng thì khí huyết điều hòa không có bệnh. Vậy thì ngược lại, cái kẻ mà xáo trộn tâm khí huyết không điều hòa, đó là cái bệnh hoạn nó khởi từ đó, từ cái chỗ cái kiến thức học biết này, từ cái điều mà các vị lão danh sư này nói, rồi chúng ta phối hợp lại lời đức thầy dạy chúng ta, rồi chúng ta mới cộng hợp lại thực tế, thì chúng ta mới thấy rằng nếu tâm hồn chúng ta bị nhiễm độc bằng tham sân si mạn nghi ác kiến, đồng thời chúng ta bị nhiễm độc với những chất độc ở bên ngoài, hai cái độc ngoại độc trong, nghĩa là nội ngoại độc, thì nó sẽ mặn ngoại cơ thể chúng ta, bệnh hoạn nó sẽ liên tục xảy ra, rồi nó kết thúc cuộc đời chúng ta sớm bẩn quý vị, rất là sớm. Chúng ta không sống đủ cái tuổi thọ mà chúng ta chết, chết cái bằng chết tuổi xanh đấy, là chính chúng ta không biết cách điều phối tâm tưởng, không biết cách làm thế nào chúng ta bình yên để mà chúng ta vượt qua. Thật ra thì Đức Phật và Đức Thầy đã trao chúng ta cái liệu pháp, một liệu pháp tối ưu, đó là tâm pháp, đó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thanh tịnh, trở về giác tánh thanh tịnh, để rằng chúng ta bảo vệ được thân thể, tu giới tỉnh, bảo toàn được thân thể. Ngài đã dạy rất là rõ. Nhưng mà chúng ta tu thì có tu mà không có tỉnh, tu thì nhiều lắm, nhưng mà tu mà không tỉnh miếng nào, tu hoài mà thấy trơ trơ, tu hoài mà không có gặt hái được hoa trái nào, không có lúc an lạc nào, tu mà nhăn mà nhó mà phiền mà não đủ chuyện hoài như vậy thì tu không tỉnh rồi. Mà tu không tỉnh thì dĩ nhiên cái kết quả không tỉnh sẽ đưa đến sự khổ đau.
Và Đức Thầy khẳng định là tu với tỉnh đó, nó mới bảo toàn được thân thể. Vậy thì từ đây heo ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm, lời hiền nói rõ quả thâm, để cho trần thế tỉnh tâm tu trì. Quý vị thấy đây là lời vàng của Đức Thầy dạy chúng ta. Đây là liệu pháp, đây là tâm pháp mà Ngài dạy rất là từ lâu rồi. Chúng ta đọc rồi đọc xuông qua chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy đây là một liệu pháp tối ưu mà Ngài đã dạy chúng ta để bảo toàn được thân thể của chúng ta, chúng ta thoát được cơn bệnh. Vậy thì dòng đạo chắc có hỏi tôi như thế này, nói vậy thì bây giờ chúng ta tu hết bệnh hay sao? Đương nhiên chúng ta tu, mà chúng ta tu chưa đến nơi đến chốn đó, nghiệp chướng chưa hết mà độc chứng chưa xong đó, thì bệnh nó vẫn là bệnh thôi. Bởi vì nghiệp, bệnh là nghiệp, nghiệp tâm thức. Nhưng mà nếu chúng ta đã đạt đến cảnh giới mà chúng ta thanh lọc được tất cả những cái độc ở trong lòng, thì chúng ta sẽ thoát ra được tất cả những cái bệnh hoạn. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe câu chuyện ghi ở trong kinh Nikaya, tức là Trung Bộ Kinh, mà tôi được đọc. Rồi sau này tôi lại đọc được ấy, người ta diễn ra một thành một cái câu chuyện ở trong cuốn truyện cổ Phật giáo, ở trong kho tàng truyện cổ Phật giáo mà của Phật giáo Việt Nam họ xuất bản ấy. Thì câu chuyện này nó xuất phát từ ở trong kinh Nikaya, tức là kinh Trung Bộ Kinh ấy. Thì câu chuyện như thế này, để quý vị thấy rằng qua câu chuyện này quý vị mới thấy rằng nếu người ta hết đọc thì sẽ không có đọc được, hãy vượt qua được ta đọc. Vốn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ở còn ở chưa nhập Niết Bàn ấy, thì cái uy tín và ảnh hưởng của Đức Phật quá lớn, làm cho cái người ngoại đạo, tức là cái nhóm Bà La Môn, họ rất là lo lắng là sợ cái đạo của họ bị mất đi. Cho nên có người Bà La Môn họ nói trong bụng, họ nói chỉ có giết ông Cồ Đàm thôi, còn giết ông Cồ Đàm thì cái chuyện đó mới có thể ngăn chặn được cái làn sóng phát triển của đạo Phật thôi. Cho nên ông rất tâm, ông muốn định giết Phật, cho nên ông đích thân ông mời Phật, ông cúng dường bữa cơm. Đức Phật thì cũng nghĩ rằng ai thỉnh cúng dường thì Đức Phật cũng đến bình thường. Thì ông bắt đầu cái con đường đi vô đó, ông rào kính chừa một con đường đi vô nhà. Trên con đường đó mới đào một cái hố, rồi ông cắm cái châm, rồi ông rót những châm sắt, ông tắm độc hết. Thế nghe là Đức Phật mà rớt xuống đó mà dính da cái là chết liền. Chưa chắc ăn, ông mới nấu toàn những thức ăn rất là ngon, nhưng mà ông nấu tẩm tất cả những thức độc, cực độc mà không có mùi sắc, không mùi vị gì hết. Ông bày sẵn ở đó. Nếu Đức Phật mà thoát qua được cái trận hố chết á, cái hố trước á, thì vào trong này ăn cơm cũng phải chết thôi. Và khi mà thiết kế đâu đó rồi đàng hoàng thì ông yên trí, ông ngồi, ông chờ Đức Phật đến. Thì quả Đức Phật y lời đến. Thì người nhà báo Đức Phật đến cửa, thì ông bảo rằng người nhà mời Đức Phật vào. Đức Phật mới đi trên con đường độc đạo đi vô. Thì ở trong này ông dòm ra, ông thấy Đức Phật bước ngay trân cái hố, ngay trân cái hố mà ông đã gài bẫy hồi nãy. Nhưng mà Đức Phật thì không có rớt xuống cái gì. Ở dưới chân Đức Phật có những bông sen đã lớn kia mà rước qua cái hố rất an toàn. Thì lúc này ông này hết hồn rồi. Ông này ông nói một cái bậc mà có thể qua sen ở dưới chân là một bậc, này là bậc thánh rồi, không phải bậc thường. Tại sao mình có rắp tâm mình muốn hại một người thánh? Và khi mà Đức Phật đến nhà ông thì ông nhìn kỹ Phật. Cái đức tướng trang nghiêm của Phật làm lòng ông lặn xuống. Ông cảm thấy hối hận vô cùng. Ông nghĩ rằng ông giết một cái con người mà thánh thiện như thế này thì tội giả biết bao nhiêu. Cho nên lúc đó đó ông mới khấu đầu, ông xin Đức Như Lai tha tội. Như Lai cũng chẳng nói gì. Rồi Như Lai nói ông thỉnh Như Lai đến dùng cơm thì thôi dọn cơm chứ đi dùng. Thì Như Lai sự thật ngồi xuống bàn ăn, thì ông nói khoan khoan, xin Ngài ngồi yên và chờ tôi một chút, và tôi sẽ nấu và dọn gấp một bữa ăn thịnh soạn cho Ngài. Còn cái vụ này, thức ăn này Ngài ăn không có được đâu à. Như Ngài hỏi tại sao, thì ông nói rằng bởi vì thức ăn này tôi định bụng giết Ngài, cho nên tôi đã tẩm độc rất là nặng rồi. Nhưng mà thưa Ngài, khi Ngài đi qua cái hầm hồi nãy đó, hồi nãy tôi đã làm cái hầm đóng trong dưới mà Ngài đi qua sen đỡ chân, thì tôi hiểu Ngài không phải người thường, và tôi rất hối hận việc làm sai của tôi, và xin tôi đem dẹp những cái chất độc này vào để tôi dọn món ăn lành ra để cho Ngài ăn, để cho an toàn. Như Lai cười rất là hiền hậu. Như Lai nói không sao đâu, ngươi khỏi có nấu cơm thêm, món ăn này để ta ăn cho, không có gì đâu. Rồi Đức Phật mới cầm lên những thức ăn lên, rồi Đức Phật dùng một cách rất ngon lành. Và khi dùng xong thì Như Lai không có bị nhiễm độc gì hết. Thì lúc đó Như Lai cười mà nói với cái người Bà La Môn. Này hỡi người Bà La Môn, sở dĩ mà chất độc nó tác hại là bởi vì tâm người ta nó nhiễm độc, cho nên chất độc ở bên ngoài nó mới hại được. Còn Như Lai, lòng Như Lai không còn một ý niệm độc nào. Như Lai đã thanh lọc tất cả những độc chiếm ở trong tâm hồn. Như Lai đã hoàn toàn thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh của Như Lai nó đủ năng lực để nó hóa giải tất cả chất độc có từ ngoài đi vào. Cho nên ngươi giàu có bao nhiêu chất độc cũng không làm hại được Như Lai đâu. Bởi vì sao? Vì Như Lai không còn một độc nào ở trong lòng.
Câu chuyện đến đây xin được kết thúc. Kính thưa chư đồng đạo, qua câu chuyện ấy chúng ta thấy gì? Lời câu chuyện là một câu chuyện ở trong kinh Phật để cho chúng ta thấy được rằng sở dĩ mà đọc mà nó hại được là bởi vì tâm chúng ta đọc. Vậy thì bây giờ chúng ta đang ở trong một môi trường đọc mà tâm chúng ta đọc nữa, hai cái đọc đó làm cho băng hoại tâm hồn thân thể chúng ta. Vậy thì bây giờ nếu không đọc không hại thì chúng ta phải thanh lọc cái đọc ra khỏi lòng. Đó là sự giải độc, một sự giải độc tuyệt vời mà Đức Phật ngày xưa đã làm gương và Đức Thầy hôm nay đã dạy chúng ta. Đó là ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Phật là sự mê, không mê lầm, là tỉnh giác, là Bồ Đề. Bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thanh tịnh, từng niệm Phật liên tục như vậy, đi đứng nằm ngồi tưởng niệm chớ quên, và lúc nào cũng đặt một niềm tin vững ở Đức A Di Đà cứu độ. Sự nhiếp hộ của Đức A Di Đà lúc nào cũng có trong tâm chúng ta. Chúng ta không xa rời tự tánh Di Đà, và chúng ta nguyện quy duyên hướng cội tịnh độ. Thì như vậy là chúng ta từng bước khôi phục lại cái tâm Phật của chúng ta, là từng bước đem Phật vào lòng. Và như vậy là chúng ta loại trừ từng bước tất cả độc nhiễm của thân tân tâm của chúng ta. Và tâm chúng ta khi nào mà chỉ còn Phật mà không có độc thì tất độc bên ngoài làm sao làm bệnh chúng ta được. Cái điều này là cái điều chúng ta có thể tin được, có thể khái niệm được, và cũng thể thấy rất là rõ cái tính duy lý và thực tế của đạo Phật. Kính thưa chư đạo đạo thân mến, vậy thì vấn đề nhiễm độc là chúng ta nhiễm độc từ lâu rồi, và hiện tại chúng ta đang ở trong một cảnh độc. Vấn đề của chúng ta là vấn đề phải loại trừ chất độc đó ra bằng sự tỉnh giác cõi lòng, bằng cái kiên trì danh hiệu Phật. Chúng ta cố công niệm Phật thì đó là cái cách chúng ta đem Phật vào lòng. Và đã có Phật vào lòng rồi thì đó là chúng ta tỉnh ra mà tu với tỉnh thì được, được bảo toàn thân thể. Và nếu chúng ta tỉnh ra thì chúng ta sẽ giữ được, giải quyết được vấn đề mà từ đây ốm hay đau. Ráng tu đem được Phật vào trong tâm, lời hiền nói rõ quả thâm để cho trần thể tỉnh tâm tu trì. Quý vị thấy sao? Tất cả những ý niệm này không lạ, tất cả những điều mà tôi trình bày quý vị không mới, không có gì xa xôi cả, nó rất là hiện thực, hiện thực. Nhưng là chúng ta trầm tĩnh, chúng ta nhìn lại giáo lý của thầy một cách rất trầm mặc, rồi chúng ta nghe lại lòng mình, chúng ta điểm lại những bước chân đi trên cuộc đời của chúng ta, trong cuộc đời hành đạo của chúng ta, thì vấn đề hôm nay mà chúng tôi trình bày với quý vị đó là một vấn đề rất là thực tế, rất là duy lý mà chúng ta cần thấy rất là rõ để chúng ta định vị được rằng chúng ta đang làm gì, chúng ta đang đứng ở đâu, và rồi ngày mai chúng ta sẽ về đâu. Cái điều này rất là rõ chưa đồng đạo thân mến. Tôi nghĩ rằng mỗi người tu của chúng ta, nếu chúng ta không biết mình là ai, không thấy mình đang là gì, và không biết mình ngày mai về đâu, thì đó là rõ ràng chúng ta đang mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Thì như vậy sự tu hành chúng ta quá ra là vô vị, là con số không to tướng, không có gì hết. Chúng tôi khẳng định với quý vị là điều đó. Cho nên vấn đề của chúng ta hôm nay là chúng ta phải thấy cho được mình. Đến cơn đau phương thuốc phải tìm, thầy khẳng định mình đau mình phải biết mình đau, và mình phải biết tìm thuốc uống. Mà Đức Thầy là biến thước Qua Đà, ngài đã trao chúng ta tất cả những diệu dược, thế mà chúng ta lại không chịu là uống. Chúng ta đi dạng quảng cáo không à? Chúng ta đi quảng cáo, trời ơi tôi có thầy, thầy hay lắm, thuốc của thầy tôi hay lắm, uống đâu hết đó vậy. Mình nói rất là hay, mình diễn tả rất là hay luôn, nhưng mà mình bệnh, điều đó mới trớ trêu. Thế nên mình quảng cáo mình có thầy hay, có thuốc giỏi, mà mình bệnh là sao? Là mình không có uống thuốc, không có uống thuốc cái đồng đạo à. Mà tôi nói không phải nói quý vị đâu, mà tôi nói mình nữa nè. Mình hãy xét lại mình đi quý vị, đừng bao giờ xét ai, bởi vì giáo lý của thầy dạy ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tính xấu thì ra ngoài, Đức Thầy không biểu mình xét ai hết. Cho nên quý vị ngó người ta là quý vị tổ thêm phiền não, quý vị ngó người ta là tổn thêm cái đức hạnh của chúng ta. Mà Đức Thầy dạy chúng ta là chúng ta phải ngó lại mình, coi kệ này mình sửa lấy mình. Đó là lời vàng tiếng ngọc của thầy, có thể quý vị khắc ghi trên tâm não rằng coi kệ này mình sửa lấy mình. Cái quan điểm của tôi thì trình bày nhiều đề tài với quý vị, và nói là dí lòng mình, là mình phải làm sao thấy cho được mình, trở lại chính mình để xử lý cái mình cái đã. Chừng nào mình xử lý được mình thì cái chuyện đó đó, tự nhiên cái đức hạnh nó tỏa ra cũng như hào quang phóng ra, ảnh hưởng đến những người xung quanh ngay. Khỏi nói một lời nào người ta cũng tu theo. Gọi là hành bất ngôn chi giáo là như vậy, tức là hành giáo, khỏi cần phải nói nhiều. Bây giờ cứ nói tràn gian đại hải, thao thao bất tuyệt, mà bản thân chúng ta thì bệnh hoạn, thì có được cái gì đâu, có được cái gì đâu, chỉ tổ cho người ta cười mà thôi. Kính thưa chư đồng đạo, đề tài chúng ta hôm nay dọn dẹn chỉ một ý niệm nhỏ, là chúng ta phải khái niệm cho được chúng ta đang bị nhiễm độc, và chúng ta cần phải giải độc như thế nào. Thì chúng tôi chỉ nói đơn lược như vậy, chứ cái phương pháp giải độc là một phương pháp tu hành nó rộng bao la, chúng tôi không thể nói hết được.
đại trừ làm thế nào đó mà chúng ta đem được cái giác ngộ trong lòng trở về cái giác tánh chân như chúng ta bằng phương pháp niệm Phật, bằng phương pháp thiền quán, thì đó là chúng ta đang giải độc, chúng ta đang bảo tồn thân thể, là chúng ta đang làm một công cuộc theo ước mơ của Đức Thầy, là về cực lạc mới là hết khổ, hoặc là ước trong họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn, hoặc giả là kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả ở ngài Long Hoa Đại Hội. Tất cả những cái đó là ước mơ của Đức Thầy. Vậy thì chúng ta là đệ tử, chúng ta là tử kỳ, chúng ta nghe được tiếng đàn của Bá Nha là giáo lý của Thầy, thì dụng Bá Nha đã lên dây đờn khải rồi, lo cho đời quên dốc ốm gầy rồi, thì chúng ta là tử kỳ phải làm sao quý vị? Bá Nha hiệp mặt tao đàn thì tử kỳ trỗi giọng khải hoàng bổn phương quý vị ạ. Nếu chúng ta không làm được như vậy, đó là chúng ta đã phụ rãi tấm lòng của Thầy, và chúng ta không xứng đáng là một người xưng mình là người Phật giáo hòa hảo, là đệ tử của Đức Bình Giáo Chủ. Chúng tôi khẳng định quý vị điều đó. Cho nên chúng tôi mong mỏi rằng tất cả đồng đạo của chúng ta phải quay lại chính mình, phải thấy được mình đang bị nhiễm độc, đang ở trong một cái độc, đang chết dần chết mòn theo bệnh hoạn năm tháng. Chúng ta phải thấy được và giải độc bằng phương pháp niệm Phật, bằng phương pháp tu trì, loại trừ tất cả tham mê, tham đắm, si mê và sân nộ, mình loại trừ hết ra, để chúng ta còn lại một sự thanh lặng, an lạc trở về cái giác tánh ấy, thì chúng ta mới xứng đáng là cái ngày mà Đức Thầy trở về, chúng ta mới gặp Thầy mà chúng ta không hổ danh vậy. Kính thưa chư rào thân mến, đề tài chúng tôi đến đây xin được tạm kết thúc. Và trước khi chia tay cùng quý vị, chúng tôi xin được trân trọng kính cảm ơn sự theo dõi của toàn thể chư đồng đạo. Và nếu trong quá trình ngôn ngữ đa ngôn đa quá, nếu chúng tôi có nói điều gì để làm khó chịu quý vị, xin quý vị lượng thứ bỏ qua cho. Và nếu quý vị thấy cần bổ túc điều gì, thì tôi xin ngửa tay lắng nghe một cách rất là cẩn trọng. Và xin cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật, quay lưng Đức Thầy gia hộ cho toàn thể chúng ta hôm nay thân tâm thanh tịnh, giữ trung thành với giáo lý Đức Thầy, tu hành cho đến ngày gặp Thầy trở gót. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thay mặt quý đồng đạo đang ngồi trước máy, trước đầu tràng để nghe lắng nghe lời chia sẻ của đồng đạo Thường Như. Thật là một đề tài ngắn gọn, mộc mạc mà lại thiết thực. Thiết thực nhất là những cái thực phẩm đang nhiễm độc ở khắp cùng thế giới, chứ không phải riêng Trung Quốc nó bán cho Việt Nam không, mà khắp cùng thế giới chỗ nào cũng có thực phẩm nhiễm độc hết. Thì đó là một cái chuyện đã thâm nhiễm rồi thì không khó mà cứu vãn, khó mà bài thải ra được. Giống như Thường Như đã nói là đi lên mấy bệnh viện lớn thì thấy thôi ôi thôi, không tưởng tượng được, tôi ở đây tôi chỉ nhìn hình thôi mà tôi cũng thấy tán thần luôn. Còn bệnh viện ở đây thì không có như vậy. Tôi nghĩ nhìn những cái bệnh viện các quốc gia nghèo thì thấy tán thần luôn. Thì xin có một lời khuyên quý đồng đạo, ăn rau rác, mà rau đừng ăn rau nhập cảng từ Trung Quốc, mà ăn cái gì đừng có cầu cho nó ngon miệng, giống như ăn chay thì đừng có mua thực phẩm chay làm từ các nước văn minh như là Đài Loan, Hồng Kông rồi, thì ăn vô nó cũng bị hoàn toàn nhiễm độc luôn. Trái cà, trái bắp, trái gì mà từ Việt Nam luộc đem bán sang nước ngoài này thì cũng trong đó còn là bảo chất bảo quản không. Xin cho nói chút xíu hả, con ngâm một bài nha quý vị, để bị rừng hơi cái, nếu không nói thì nó cắt đứt cái nguồn tư tưởng. Thành ra ăn ở đây còn là chất độc như mà cái gì cái quá chất bảo quản mà do Trung Quốc bán qua, rồi Thái Lan, Việt Nam đều tất cả đều dùng cái loại đó để mà ướp vào các thứ thực phẩm mà nhập cả ở nước ngoài. Vì lẽ đó thì thôi bây giờ các phòng thí nghiệm mà thử nghiệm các mẫu nhập cảng trong container đưa qua tới đây thì cũng khùng ba trận luôn, chứ còn không có mà kiểm soát nổi. Vì lẽ đó thì có lời khuyên như Thường Như lời vừa nói, thì tôi thì phụ theo Thường Như là có lời khuyên là nên ăn những cái thứ gì mà thực tế rau cải mình trồng, mà ăn cái thứ gì nhẹ nhẹ, đừng ăn thứ đồ nhập cảng mà bóng bẩy, như những cái trái cây bóng bẩy bán ngoài chợ Sài Gòn hay chợ An Đông đó, thì quý vị mua giờ thử nó láng bóng thật là ngon, nhưng mà để lâu bao lâu một tháng trời cũng không có mềm cũng hư, đó là một cái chất độc trong đó, chất bảo quản trong đó. Thế thì cái lời bài Thường Như nói chuyện rất ngắn gọn,
mộc mạc, rõ nghĩa và thực tế theo đời sống hiện tại bây giờ nó quá nhiễm, cái gì cũng nhiễm độc hết. Luôn cả thịt con thú vật đang đứng ở đó mà đã bị nhiễm độc rồi. Bị thịt con thú vật, con bò mà lại cho ăn thịt con bò thì phải thử sự tàn nhẫn của loài người đến mức độ nào. Xương con bò nó sai ra hàng tỷ tỷ tấn vậy đó, chứ không phải nó bán đi khắp toàn cầu để cho con bò ăn lại. Thì thôi hết nó nổi, xương các loại xương thú vật đó nó sai ra, nó trộn làm thực phẩm gia súc bán lại các cho các loại khác ăn. Tiếp theo đây xin mời quý đồng đạo ông Cò Bay ơi. Cò Bay ơi, lâu nghe tiếng của ông mà bảy cụ sáng quá, ông bảy cụ sáng lên ngâm bài để mà thư giãn ra ông bảy Cò Bay. Bảy Cò Bay ơi, tình hữu ơi, tình hữu không đúng không, không thấy vậy nè. Xin mời ngũ đồng đạo lên ngâm một bài sấm thi của Đức Quỳnh Giáo Chủ để thư giãn. Tình hữu ơi, hết đau cái họng chưa tình hữu? Hổng một dịp tưởng nghĩ từng lễ bữa nay được từng rồi. Ok, đưa ra đi, còn ai có đưa rồi, Cò Bay kìa. Cụ sáng ơi, được bài nào hay hay, còn ngâm hay hay, ông ngâm được thì ông để hiện thế, ông ngâm còn hay hơn ông nữa đó. Mời lại cụ sách. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, chân thành cảm ơn chú Ngô đã giới thiệu tôi lên ngâm một đoạn giảng trong giờ giải lao. Anh Tịnh Hữu ơi, anh chậm quá à. Nãy anh đưa tay trước thì được rồi. Quý đồng đạo ơi, nói cho vui. Kính thưa chư quý đồng đạo, để trong giờ giải lao tôi xin ngâm lại một đoạn trong sấm giảng quyển gì. Trân trọng kính mời chư quý vị cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa dòng cứu quyền, sớm tối mới màu. Chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiếng cửa thanh. Ghét những đứa giàu sang kêu hành, thương những người đói rách cơ hàng. Cảnh phồn hoa kho xanh lắm sang, sao sẽ có nhiều điều vinh hạnh. Coi trần thế hết suy tới thành, hết tâm nguyện đến lúc khải hoàng. Tuy tu hành chịu chữ nghèo nàn, sao đắc đạo gặp điều cao quý. Mặc bá tánh đời này dễ ngày ta điên khùng, mà tánh lương hiền. Lòng yêu dân chẳng trồng bạc tiền, mà dương thế cứ theo bím nhẹ. Sao lập hội thì già quá trẻ, khắp mỹ hoàng cầu đổi xác thai hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thượng Phật tiên giới thanh. Khuyên trai gái học theo
khổng bành sắc thánh hiền dạy đạo làm người. Xem truyện thơ chẳng biết họ người, mà làm thói điêu thuyền lữ bô. Sao kẻ ấy làm mồi mảnh hồ, cành núi non nhiều thú gì kỳ. Nó trọng ai hiện đất nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phạm chúa. Đơn chừng đó thiên la lưới bùa mới biết rằng trời Phật công bằng. Nếu dương trần sớm biết ăn năn, làm hiền đức khỏi đường lao ly. Học bá đạo làm điều tà mị, theo dị đoan cũng kiến tinh tà. Thì sau này gặp chuyện thiết tha, đừng có trách khùng điên chẳng gương. Thầy bá tăng kinh tăng niệm cửu, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng có kể công sanh dưỡng dục. Thương lệ thứ bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm. Lời của người di tịch núi Sam, chớ chẳng phải bài điều quyền hoặc. Cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm hoa vạn dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Giả quê dốt khuyên người tỉnh ngộ, giả bán buồn thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân thứ nhiều người kêu gào. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Và chân thành cảm ơn quý đồng đạo đã lắng lòng theo dõi những lời châu ngọc của Đức Thầy và có tặng qua khích lệ rất là thân thương. Xin chân thành cảm ơn quý đồng đạo rất nhiều. Và để tiếp tục chương trình, xin mời bàn tay của chú Ngô. Mời chú Ngô, chú Ngô ơi. Chú Ngô ơi, mời chú nhận mic chú Ngô ơi. Dạ, ok rồi ha. Dạ, mời chú nhận mic. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bài cô sáng rất nhiều, ngâm giọng ngâm cho nó càng ngày nó càng hay hơn, mà không nghe đi trả lời mà sao mà ngâm càng ngày càng hay vậy, không biết giỏi quá, đã đi trả lời người ta tu luyện rồi mới là lên, mà sao giờ không có đi trả lời mà lại lên.
Trọng Ngâm lên quá, lên như dèo luôn á, lên coi chừng đứt dây nha. À, tiếp theo đây, cái chương trình của cái đề tài của ông Thường Như giảng thì tôi nghĩ có nhiều người cũng đóng góp cũng được, ai đóng góp cũng được hết trơn, thì xin có một vài bàn tay để đưa lên để tiếp tục nói về cái thực phẩm nhiễm độc mà hiện đại Thường Như vừa thuyết trình. Cái đề tài này rất cần phổ biến, rất cần cho mọi người biết cái chất độc hiện nay đã lan tràn khắp thế giới, và nói chung và nói riêng là Việt Nam và Trung Quốc đã ảnh hưởng rất nặng nề. Và chúng tôi thường hay gửi những cái mail mà cái mail độc hại do những thực phẩm do Trung Quốc làm đó, tôi gửi về Việt Nam rất là nhiều để phổ biến càng nhiều càng tốt. Và quý vị đi chợ Sài Gòn, quý vị thấy người ta để xe ngoài chợ, ngoài đường phố đó, tôi không về mà tôi thấy người ta đẩy xe ngoài đường phố keo lủng lẳng biết bao nhiêu keo hộp ở trong chiếc xe ba gác, là đó là toàn là một cái chất độc cực kỳ mà độc hại và nguy hiểm cho bản thân cơ thể của từng người ta. Chẳng những nhà thương mà không có chỗ làm cũng vì những cái xe đẩy đó, những gì ba cái chất độc từ Trung Quốc nhập Nga qua để mà ướp mà phun thuốc lên rồi màu mè trong các cái xe đẩy đó. Chúng ta nên dành một cái đề tài để đóng góp chia sẻ, rồi một người trong đêm này nói lại 50 người nghe, rồi 50 người đó lan truyền ra để giữ gìn sức khỏe mà Đức Thầy chúng ta đã tiên tri từ 74 năm trước đã tiên tri rồi. Thì bây giờ chúng ta dở lẽ ra mới thấy là độc hại vô cùng độc hại, cái gì cũng có độc, bệnh gì cũng có xảy ra, mà những bệnh gọi là bệnh lạ thì chưa từng có xảy ra. Nhưng mà tôi mới vừa nói con loài ong từ Trung Quốc, con loài ong mà cứ quên tên hoài, mới xảy ra 4-5 ngày rồi, nó đánh chết khoảng 160 người và bị bệnh cả ngàn mấy trăm người. Nó đánh một con ong nó bự hơn con tay cái của người lớn, mà nó đánh vô là nó bằng nó chất độc nó bằng 10 lần con ong vú bò, con mà con ong nuôi dẻ của mình vậy. Thì đánh vô là nhiều dùng 5-7 nhất thì chết. Mà tôi thấy vết nào nó sâu quấy, một người bị đánh 4-5 dấu vậy. Con ong nó lại là nó thích cái mùi thơm, dầu thơm, là mùi thúi và cái mồ hôi, cái mùi của mồ hôi của người nó là đang thấy được nghe thì nó bay theo. Đánh không ta, đánh dùng những cái kim đóng luôn. Đó là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm cho cái thời buổi hiện tại, là rất là vũ khí đua bay, chiến tranh mà hóa học, rồi chiến tranh sinh học, rồi chiến tranh nguyên tử. Rồi tới con ong mà nó còn sẽ giết người một cách hàng loạt như vậy, thế mới thể tưởng tượng ghê gớm, một cái sự kiện nó không thể ngờ được. Rồi người hai người các đập nước ở miền Trung hiện nay đang qua cơn bão số 10, mưa lũ nó tràn ngập lên trên các đồi núi, chảy xuống các hầm, các đập chứa đập thủy điện, mà đập thủy điện đó là do tư nhân đầu tư để làm nhà thiết máy thủy điện đó. Bây giờ nó xả ra đồng bằng ở Thanh Hóa, chạy dài vô trong này ở Hà Tĩnh, rồi dài trong vô trong các tỉnh miền Trung. Nó sạt lở rồi nhà cửa trôi mấy trăm ngàn người, 160.000 người vô gia cư, không có chỗ, không có nơi nương tựa. Đó là người hại người, mà tiền thì họ bỏ túi, mà chết người thì dân chịu. Hay là trôi nhà đổ cửa thì dân chịu, chứ đền bồi ai giờ. Đó là trời. Bây giờ trở qua một cái đề tài của Thường Như nói là rất là quan trọng, xin mọi người ai biết được gì đóng góp lên để cho chúng ta rút kinh nghiệm từ đó mà ngưng ăn những chất độc hại. Tôi lấy một cái ví dụ cụ thể, gần đây khoảng một tháng trước đây, những người buôn khoai tây mua từ Trung Quốc, của Trung Quốc nó trắng bóc à, vỏ nó trắng như lắm rửa rồi sạch trơn, mua vào Việt Nam, mua về Sài Gòn bán vô miền Tây, Cà Mau mà Long Xuyên đồ bán không được, vì củ khoai tây trắng là ta biết là củ đó của Trung Quốc, họ mua về họ ghé Lâm Đồng, xe hàng từ ngoài bắt chở vô tới Lâm Đồng, họ ghé đó họ đào lên những cái vùng đất đỏ, một cái hầm vậy đó, rồi cái họ làm nước sình sệt sình sệt, họ đổ cái xe khoai xuống đó rồi cho nó dính đất đỏ, rồi đem vô Sài Gòn bán và phân phối để các tỉnh bán, thì bị công an
quản lý thị trường gì đó, bắt thợ địch thâu định đổ hết dịch ngay những loại khoai đó. Năm trước thì bị một trận hôm đầu năm Tết thì đổ bỏ thêm khoảng 45 tấn mức cái trà mức ra thèo lèo gì ở tại chợ Vĩnh Long đổ một trận đó là cũng hết trơn, là toàn là đồ nhiễm độc từ Trung Quốc nó bán rẻ, bán đổ bán tháo đem qua. Trận bánh trung thu kỳ này là trung thu, bánh trung thu nào hồi 2010 nó để dành tới năm nay đem bán ra là cái nhân thì còn, mà cái dai đụng tới là cái rã hết rồi, cũng bán lên tất cả các nơi thì bị phát hiện ra thì đem đổ bỏ. Mà khi nào người ta ăn, người nghèo mua vô ăn thì nó rá quá rẻ đi, mua vô ăn thì tới đổ bầm dở lẽ ra thì bị bệnh mới biết chứ, là thôi ăn này nuốt cho rồi chứ, cho nó ngọt ngọt để uống miếng trà vô nó vui cửa vô nhà trong cái ngày trung thu gọi là ngày lễ. Độc 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 toàn là độc hết, cái gì cũng độc hết, người cũng độc, mà người cũng độc mà thực phẩm cũng độc, cái gì cũng độc. Tôi trong mà được một cái thí dụ điển hình chủ gì nghe, một chiếc tàu đánh cá tại Phan Thiết thường khi đi vậy, tôi nói chừng 2-3 năm về trước nha, rồi tôi nói 20-30 năm về trước nữa, tôi lúc tôi còn ở Việt Nam, bây giờ tôi nói 2-3 năm về trước nè. Một chiếc tàu đánh cá đi thường thường nó đi lấy là 3 triệu tiền nước đá bỏ xuống đó, tự nhiên đánh 2 tuần hoặc là 10 ngày đi về một kỳ, thì Trung Quốc nó bán toàn các loại thuốc, mua đi vậy đánh một kỳ vậy 10 ngày 12 tuần đấy đó, chỉ mấy kilo thuốc đó mà có 500 ngàn thôi, hình như là 4 ký mà 500 ngàn. Thì đi đánh như vậy ra ngoài là đánh cá bao nhiêu đổ vô hầm, mà không cần chạy máy lạnh, mà không cần cần nước đá, hay là cá đổ lên là rải 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 cái bột nó ra trên mình con cá, thì để đẩy nó hầm đợi nó nóng mừng thật lên kia, tàu nóng mừng thật kia, mà 10 ngày 10 mấy ngày mới vô tới bờ cập cảng Phan Thiết. Khi đem cá lên thì con cá còn tươi xanh, cái mang vẫn đỏ như thường, rồi họ rửa rái rồi xong rồi họ mới đem lên xe, đem vô tới quận 11, quận Minh Phụng đó, đổ ra cho họ lựa, họ sàn sảy để đi xuất cảng hay là bán trong nội địa gì không biết. Thì họ rửa rái lần này nữa, rồi họ đổ vô một cái bồn nước đã pha quá chất, thì đổ lên con cá còn tươi xanh, nhưng mà để hoài nó không chìm, đó là một cái chuyện đó. Còn khi mà đi đưa ra nhập cảng thì họ cũng rải ra một cái thuốc đó, thì hầu thử hỏi một con cá mà bị rải bao nhiêu lần rốt vậy, mấy quý vị có chịu nổi không, rồi làm sao ăn vô là chắc. Giờ tôi nói tới sầu riêng ở dùng dùng gì ở dưới Mỹ Thuận nè, cảm ơn cảm ơn. Có một người nói đây chuyên môn viết blog, nó viết ra một cái bài như thế này: tất cả sầu riêng hiện nay không còn trái sầu riêng nào rụng hết, mà chỉ rau sầu riêng bẻ thôi. Thì khi bẻ như vậy đem vô tới nhà rồi á, già cũng bẻ mà không già cũng bẻ, già thì tốt mà không già cũng tốt. Nó nhúng vô một cái cột trong cái cần xé hay một cái vỏ bự, bỏ nhúng xuống bơ cái bồn nước rồi đem kéo lên. Nếu không thì cũng cái bồn nhỏ rồi rưới nước lên rồi hứng nước ra để tưới qua cái vỏ cần xé khác. Thì bắt buộc cái sự kiện nó có đúng 3 ngày chính, không cần nước hay không cần rụng nha. 3 ngày chín, chở đi tới Hà Nội cũng 3 ngày là chín, mà chín tới đó nó ngừng, đó nó không có chín nữa. Ngày cho mình mập ăn rất ngon lành như thường. Trước khi trái sầu riêng chín, lớn lên trái sầu riêng lớn lên thì nó chích về 5 lần gốc, một lần gốc cho hột lép, một lần gốc cho cái trái nó đeo teo mà đung lại nó đừng có dài ra, một lần gốc cho cái trái bị lép, là tất cả như vậy là 5 lần. Rồi bị bẻ vô là một lần nhúng vô đó, và ở trên cái cuốn đó có cái miếng vải chấm miếng thuốc cho nó quẹt ngang cái cuốn đó, thì trái sầu riêng còn giữ lại để ngoài nắng mà treo ngoài sạp ở trước chợ Sài Gòn đó mấy ngày nó cũng còn nguyên dạng trái sầu riêng đó, mà không nứt không nẻ không hư. Đó là một cái chuyện ghê gớm. Con cá kèo bán qua tới đây, con gái tôi nó đi mua về nó bỏ quên trên xe nó, mà xe trong cái bờ cốp xe nó nóng cái mức độ nào 50 độ 60 độ trong đó, mà trời nắng nó để quên 3 ngày lấy ra con cá còn tươi xanh, không có hết trình có thối gì trơn trọi luôn. Cả cá trê, cá bồng lao, cá lóc đều là còn nguyên hiện, không có sình, không hôi, không thối, mà kho lên nó nhớt không, mà nó tanh một cái khủng khiếp lắm mấy quý vị ơi. Thì đó, tôi nói những cái chuyện đó rồi mời quý vị giờ chưa hôm qua nói này chút hơn chia sẻ ông ơi, lâu lâu mới có đề tài này chọn chút nha.
thì cái chất độc hại đó đó, mời quý vị cùng nhau chia sẻ trên room này hiện nay 43 người, thì một người nói ra cho một người nghe thì giữ được cái chất độc đừng cho thâm nhiễm vào cơ thể của thân nhân mình, cho mình, chính bản thân mình, mà nhất là những người già yếu mà ăn những cái chất độc nó dính vào trong cái cơ thể mình thì ngày lụng tháng qua thì nó sẽ tàn tạ, mà khi mà vô bệnh viện rồi thì không có thuốc nào trị được, bị cho tất cả đều nó báo là bệnh lạ thì làm sao chữa trị được. Vì lẽ đó ở đây chúng tôi đi chợ, anh em chúng tôi là mà cái giới già và giới kiến hữu với cụ nhân với nhau là có một cái châm ngôn là bài hạ trừ hàng Trung Quốc, là tuyệt để không ăn. Con tôi mua về tới nhà đồ trái sầu riêng tôi cũng luyện, mà cái gì mà có dính dáng cái Trung Quốc là tôi luyện hết đó, để mình giữ bảo quản cho cái bản thân mình già yếu rồi ăn vô trúng nhiễm độc đó, thì nó khó mà trị bệnh. Thì ông gần như ông vừa nói trong cái đề tài rất là hay mà rất là thiết thực cho cái buổi hiện tại, và để mình giữ cho cái thân mình còn mạnh giỏi. Đức thầy cũng bảo phải tập thể dục cho thân mình được tráng kiện để dễ về tu hành, thì mình cũng làm theo lời thầy dạy để mà giữ cái bản thân mình cho được khỏe mạnh, để mà tu hành là sớm chiều bình đẳng với lời sớm với chiều gắn ký nguyện cầu, mà hoàn mạnh khỏe mới nguyện cầu được, mà yếu đuối làm sao bị nguyện cầu được. Thì thế thì tôi có xin đóng góp với quý vị và cùng nhau chia sẻ rằng truyền ra những cái trong mà thực phẩm hàng ngày thì quý vị truyền ra để mà tránh tất cả những cái hàng Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam qua đủ các nẻo đường, mà nhất là cái đường bộ từ Sài Gòn vào miền Nam, không có chỗ nào mà không có luôn, cả Cà Mau cũng có rất là nhiều hàng mà quá độc hại, và nhất là các loại thuốc mà để làm cho bảo quản, chất bảo quản. Như tôi ăn của cái mì xong mai tôi mua của người tôi để tôi tủ lạnh hơn tháng này, mấy tháng này chắc mong tháng, mà giờ ăn nó cứng mà nó không có biết là cái gì hết đó, là chừng nó kỳ lắm. Còn trái nhãn từ Thái Lan nhập cảng qua tới đây nguyên một thùng nhãn, thấy mà ham, thấy mà thương, mà để ngoài nắng chừng 4-5 ngày trái nhãn cũng không hư không thối, mà tới chừng chờ tới nó là cái da nó còn phập nó teo có được, mà cái da nó còn nguyên còn bóng lửa lửa. Thế thì bây giờ ở trên xã hội và đến các nước trên thế giới đâu đâu cũng như đâu đâu, ngoại trừ Phi Châu nó quá nghèo, nó không nhập cảng mấy cái loại thực phẩm xa xí đó, còn đâu đâu cũng phải ăn vào những cái chất độc hại, mà không phải riêng một Trung Quốc là một cái mà sản xuất trong chất độc khắp toàn cầu, là phải là kinh hoàng, mà lại các nước khác cũng sản xuất ra chất độc trong rau cải, đều thuốc là thuốc từ sâu, thuốc diệt cỏ, đủ thứ thuốc hết trơn đều là chất độc hết. Thì xin quý vị cũng tự mình suy nghĩ lấy mình. Nam mô A Di Đà Phật, xin hết lời.